Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Nay tôi đang đứng ở đây là trên một con hẻm của đường Trương Công Định quý vị nhé. Đấy, ngay ngoài đường Trương Công Định kia cách đây là 30m thôi. Rất là gần. Quý vị rẽ tay trái là đi về ngã 5 đường chỗ đường Ba Cu giao đường Lê Hồng Phong rồi đường Trương Định vậy quý vị ạ. Còn rẽ tay phải là đi về đường Nguyễn An Ninh hay là đường Tri Phương. Đó, là rẽ tay phải quý vị nhé. Bên này là phường 8, còn phía bên kia là phường 7. Bây giờ đây là trung tâm của thành phố Vũng Tàu. Từ đây mà đi ra biển bãi trước bãi sau thì nó cũng tương tự nhau. Đây ra biển này khoảng hơn cây số. Đây giới thiệu quý vị một cái căn nhà đây, nằm trên con hẻm này của đường Trương Công Định. Đây phía ngoài của nó như thế này đấy quý vị nhé. Đối diện của nó là trụ sở khu phố luôn. Trong này thì nhiều nhà rất là đẹp. Vì nhà này là một căn nhà mới tinh luôn, chưa ở quý vị nhé. Rất thích hợp làm nơi nghỉ dưỡng. Và chủ nhà thì xây rất là tỉ mỉ. Nội thất thì rất là cao cấp, được lựa chọn rất là kỹ càng quý vị ạ. Đây, từ cái ổ điện này. Đấy, cái này của Panasonic mà quý vị biết rồi. Hàng của Panasonic thì rất là tốt. Nhà thì có diện tích là 8x20, diện tích đất 8x20. Xây theo thiết kế gạch tầng. Có bên dưới là để chỗ để xe rồi là phòng bếp thôi. Bếp và đặc biệt nữa là nó có một cái phòng ngủ bên dưới này. Đó. Một phòng ngủ bên dưới rất là đẹp. Kiến trúc rất đẹp. Và căn này thì đang chào giá là 8 tỷ 2 quý vị nhé. Rất là tinh tế luôn á. Đây là giếng trời quý vị ạ. Để lấy gió từ trên xuống. Tất cả các cái đồ nội thất ở đây thì được chủ nhà đầu tư rất là kỹ. Đều inox 304 hết này. Rất là đẹp. Và đều là những cái thương hiệu tốt, cao cấp. Đó. Đây là cái bồn rửa ha. Bên trong thì là cửa nhôm sifa, còn ở phía ngoài là cửa gỗ. Dưới là có thể là chỗ phòng khách nhỏ. Đây phòng khách đây. Đó. Cây à. Đó, đây là một cái giếng trời nữa quý vị nhá. Nhà mình là có hai cái giếng trời. Dùng quạt trần luôn. Rất là mát. Rồi bây giờ chúng ta cùng lên trên lầu 1. Đây dưới này là có một phòng ngủ nên là rất thích hợp cho gia đình có người lớn tuổi. Thì khi đó không cần phải leo cầu thang. Chỗ này là một cái phòng khách nhỏ nữa. Đấy, chỗ này chỗ để thư giãn này. Đó. Rồi. Một phòng ngủ phía
trong. Nội thất đây. Đây, giếng trời phía ngoài. Đấy, rất là thoáng. Đây, phòng tắm kết hợp phòng vệ sinh. Đấy, đã ngăn cách ra bằng vách kính này. Đây. Đấy, rất là cao cấp quý vị nhé. Tủ thì tủ âm tường rồi, có sẵn rồi. Đấy. Đó, rất là sâu nhé. Tủ rất là sâu. Đấy, nên là chứa được rất nhiều đồ quý vị ạ. Đây. Đó, sâu lắm. Sâu hơn 50 phân đó quý vị nhé. Và cửa là đóng rất là từ từ. Khi quý vị mở mạnh ra và đẩy mạnh vào, nó cũng không có sập mạnh, mà nó sẽ đóng vào rất là từ từ, rất nhẹ nhàng quý vị ạ. Rồi bây giờ chúng ta cùng ra phòng ngủ phía ngoài. Đây. Phòng ngủ phía ngoài đây. À, chỗ này là chỗ trụ sở khu phố họ đang làm việc. Còn đây là trang trí video này có thể hơi dài một chút vì nhà rất là đẹp quý vị ạ. Đó, phòng vệ sinh rồi nhôm giả gỗ. Đây tủ đây. Đó. Đóng rất mạnh nhưng mà cửa nó cứ đóng vào từ từ. Rồi chúng ta cùng lên trên lầu 2 quý vị nhé. Đây là cái cầu thang này, tay vịn này. Cầu thang này thì bằng gang quý vị nhé. Đó. Nên là rất là chắc chắn. Đó, bằng gang đúc đó quý vị nhé. Rất là đẹp. Ở phía ngoài là một phòng thờ. Chỗ này thì làm chỗ phòng giặt này, để các máy giặt ở đây. Đó. Phòng thờ ở đây. Toàn bộ đây là ốp gỗ này. Gỗ rất là chắc. Ngoài này thì cũng bằng cửa nhôm giả gỗ quý vị nhé. Đây là cửa gỗ chứ. Cửa gỗ quý vị ạ. Đó, rất là chắc chắn. Nhôm à? À, nhôm. Cửa nhôm quý vị ạ, nhôm vân gỗ. Rồi bây giờ đi xuống phòng ngủ phía sau. Chỗ này mình cũng có thể kê để làm một cái chỗ học tập hay là một chỗ cái bàn làm việc ở đây. Đó, à, rất là tốt. Đây là giếng trời, rất là sáng. Lấy ánh sáng tự nhiên. Sau này có thể thiết kế làm thang máy. Cái này nếu như có thể làm thang máy cũng được, nếu như ai có nhu cầu làm thang máy ở cái chỗ khoảng không này. Ngại đi bộ thì đây có thể là biến thành cái chỗ cầu thang, thang máy của mình. Ở đây chúng ta cùng đi vào phòng ngủ phía sau. Phòng này thì đây chưa có nội thất quý vị nha. Thì có nội thất ở hai phòng bên dưới thôi. Thì tổng của chúng ta là có 3 phòng ngủ. Đó. Ba phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh. Đó, phòng vệ sinh đây. Đều là tiêu chuẩn giống nhau hết quý vị nhé. Rất là đẹp. Đây giếng trời. Đó. Giếng trời bên trên. Rồi sơ bộ cho quý vị biết một cái căn nhà như vậy. Căn nhà này thì có hướng đông bắc quý vị nhé. Hợp với những người mệnh Tây tứ trạch. Đông bắc. Và vị trí thì nó ngay đầu của cái hẻm của đường Trương Công Định, thuộc phường 8 thành phố Vũng Tàu.
Và hiện nay thì giá đất ở Vũng Tàu rất là cao, nên giá của căn nhà này thì dĩ nhiên rồi, cũng theo giá thị trường thôi. Giá là 8 tỷ 2, đúng không? 8 tỷ 2. Toàn bộ đây là bằng cái gạch rất là tốt đấy quý vị nhé. Gạch này là gạch rộng, gạch to, cái bản nó rất là to. Đó. Rồi. Đấy thì toàn bộ cái thông tin như vậy, quý vị nào quan tâm thì cứ alo cho chúng tôi theo các số điện thoại bên dưới nhé. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách và hẹn gặp lại quý khách trong các cái video sau. Nếu như quý vị nào biết ai có nhu cầu mua hoặc bán những cái bất động sản ở đâu á, thì vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác với quý vị và hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi đưa lên sẽ giúp ích cho quý vị một phần nào đó có những cái nhận định về thị trường bất động sản cũng như lựa chọn cho mình được những cái sản phẩm ưng ý nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.